Xin chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh FC Hiền Cô. Ngày hôm nay mình sẽ quay cho quý vị xem đền ông Bảy Bảo Hà. Đền ông Bảy Bảo Hà. Đền Bảo Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Cổng chính ở dưới kia. Mở cổng này không? Nay mình sẽ quay đền Bảo Hà cho quý vị xem nhé. Lên ông Bảy thờ quan Bảo Hà, quan Hoàng Bảy Bảo Hà quý vị nhé, thờ quan Hoàng Bảy Bảo Hà. Cho vào đi. Thôi được rồi, mình không bị quay nốt thôi. Đền Bảo Hà hôm nay người ta đi lễ rất là đông người nhá. Hôm nay mới mùng năm Tết rất là đông. Không có chỗ gì, không có chỗ à? Không chỗ thì mình mang lên đường nào. Lên tàu quan Hoàng Bảy.
Bảo Hà, Lào Cai, quý vị. Nó đông luôn. Mình cố gắng đi vô bên trong coi quý vị xem. Đến đây là đang cắt được vị quý vị rồi. Rất là đông. Rất là đông nha. Nào cũng đông nha quý vị, trong đền rất là đông nha. Rất là đông nha quý vị, không vào nữa rồi. Giờ đi ra cũng khó rồi. Rất là đông. Không biết ra nữa rồi. Để cho cô men trên thưa quay không có đi lên rồi. Chụp cái biểu ảnh này tí nó đang làm hình ảnh kỳ diệu. Đây mình quay cho quý vị xem năng mộ ông Hoàng Bảy. Cái mộ ông Hoàng Bảy nhá. Đi. Mình quay cho quý vị xem năng mộ. Năng mộ Hoàng Bảy nhá. Thế là đó. Chú đợi chú. Ôi trời ơi, không phải là... Ui, không phải là... Không phải là...
Sẽ quay mộ quan Hoàng Bảy cho quý vị xem. Rất là nóng nha quý vị, trèo lên mộ Hoàng rất là nóng, toát mồ hôi. Quay mấy người mẫu Hoàng Hà. Anh cầm cho gọi Wow.